Mẫu SUV cỡ C MG ZX5 đã được đại lý giao bán với giá chỉ 559 triệu đồng, rẻ hơn cả SUV cỡ B. Không chỉ nhận chương trình ưu đãi chính hãng, MG ZX5 còn được đại lý khuyến mãi thêm để thu hút khách hàng. Trong tháng 7 năm 2024 này, thương hiệu MG hiện đang triển khai chương trình ưu đãi chính hãng dành cho các mẫu xe của mình, bao gồm cả ZX5. Trong khi đó, ở đại lý, MG ZX5 được giảm giá sâu hơn nữa. Cụ thể, một đại lý ở khu vực Hà Nội hiện đang giao bán chiếc MG ZX5 bản STD tiêu chuẩn với giá chỉ 559 triệu đồng. Như vậy, so với mức giá niêm yết 739 triệu đồng, chiếc SUV cỡ C này được đại lý giảm giá đến 180 triệu đồng. Theo nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý, chiếc MG ZX5 STD này là xe bị khách hàng bỏ cọc nên mới có giá rẻ như vậy. Trong khi đó, ở một số đại lý khác MG ZX5 đang được giảm giá 140 triệu đồng ở bản STD xuống còn 599 triệu đồng. Với bản Lux cao cấp, mẫu SUV cỡ C này được ưu đãi đến 180 triệu đồng, đưa giá bán thực tế từ 829 triệu xuống còn 649 triệu đồng. Với giá bán thực tế tại đại lý, MG ZX5 hiện rẻ ngang những mẫu SUV cỡ B như Kia Celtis, Hyundai Creta hay Hyundai Creta. Ngoài ra, đây còn là mẫu xe có giá rẻ nhất trong phân khúc SUV cỡ C tại Việt Nam hiện nay. Như đã nhắc ở trên, trong tháng 7 năm 2024, MG ZX5 được hãng tặng phí đăng ký cũng như 2 năm bảo hiểm vật chất, với tổng giá trị 120 triệu đồng ở cả hai phiên bản STD và Lux. Chương trình ưu đãi này được áp dụng với cả xe sản xuất năm 2023 và 2024. MG ZX5 là mẫu SUV cỡ C đã lần đầu tiên ra mắt tại Việt Nam vào hồi tháng 9 năm 2023. Điểm nhấn của mẫu xe này nằm ở thiết kế ngoại thất mang hơi hướng thể thao và cá tính. Bên cạnh đó, xe còn có những trang bị như hệ thống đèn LED, vành hợp kim 19 in, cửa cốp chỉnh điện, ghế bọc da, vô lăng tích hợp lẫy chuyển số, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 in, màn hình cảm ứng trung tâm 14,1 in nằm dọc, cửa sổ trời, phanh tay điện tử, điều hòa tự động hai vùng, hệ thống âm thanh 6 loa và sạc điện thoại không dây. Đáng tiếc là tính năng an toàn của mẫu xe này khá cơ bản nếu so với những đối thủ cùng phân khúc SUV cỡ C. Xe chỉ có 6 túi khí, camera 360 độ, hệ thống kiểm soát hành trình, cảm biến đỗ xe trước trên sau, cảm biến áp suất lốp, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, kiểm soát phanh khi vào cua, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp 3, cân bằng điện tử, hỗ trợ chống lật, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hỗ trợ xuống dốc. Hệ truyền động của zx 5 là động cơ xăng 4 xi lanh, tăng áp, dung tích 1.5 lít, sản sinh công suất tối đa 168 mã lực và mô men xoắn cực đại 275 Nm. Động cơ này đi với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp ướt và hệ dẫn động cầu trước. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.